Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bất ngờ đến thăm Kiev để củng cố cam kết của Washington tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ Bộ trưởng Austin đã tới Ukraine để gặp các nhà lãnh đạo Ukraine và sẽ tiếp tục nêu bật cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai tới Kiev của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông di chuyển bằng tàu từ Ba Lan sang Ukraine. Thời gian qua, Mỹ đã cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nhiều lần tái khẳng định cam kết hỗ trợ Kiev tới chừng nào cần thiết. Tuy nhiên, tương lai các gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine trở nên khó đoán định sau khi những khoản chi này bị loại ra khỏi đạo luật chi ngân sách tạm thời vừa được Quốc hội Mỹ thông qua do vấp phải sự phản đối của một số thành viên Đảng Cộng Hòa. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cũng cho biết các gói hỗ trợ sẽ giảm đi vì Mỹ cần phải cân nhắc sự hỗ trợ của mình cho Ukraine. Bên cạnh đó, cuộc chiến với Nga kéo dài và tình trạng trốn tránh nghĩa vụ quân sự làm giảm đáng kể động lực của công dân Ukraine phục vụ trong quân đội. Trên trường quốc tế, khi đến thăm Mỹ và các nước phương Tây khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky luôn đưa ra thông điệp Kiev đang cần vũ khí, đạn dược tân tiến và tài chính hơn nữa. Tuy nhiên, tại quê nhà, ông lại phải đối mặt với vấn đề nhân sự. Cuộc chiến sắp kết thúc năm thứ hai và quân đội Ukraine cần thêm nhân lực để duy trì cuộc chiến kéo dài và hao tổn trước Nga, một quốc gia có dân số đông gấp 3 lần Ukraine. Trong một bài xã luận, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny thừa nhận việc huấn luyện và tuyển quân đang trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với quốc gia này. Vị tướng chia sẻ, tính chất kéo dài của cuộc xung đột, việc luân chuyển binh lính bị hạn chế, luật pháp tồn tại những lỗ hổng để có người trốn tránh việc huy động quân, làm giảm đáng kể động lực của công dân phục vụ trong quân đội. Bài xã luận thừa nhận một thực tế ảm đạm rằng Ukraine cần nhiều binh sĩ hơn và cần ngay bây giờ. Vậy thách thức huy động lực lượng của Ukraine đang nghiêm trọng đến mức nào? Kiev không công khai mục tiêu nhân lực của mình, cũng không tiết lộ chi tiết tổng số người chết và bị thương, mặc dù thương vong của cả hai bên ước tính kể từ tháng 2 năm 2022 lên tới hàng trăm nghìn người. Sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự, Ukraine đã áp đặt thiết quân luật. Theo đó, tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 đều phải có trách nhiệm nghĩa vụ quân sự và có thể được điều động ngoại trừ những người không đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ. Đến năm 2023, các quy định về đăng ký quân sự đã được cập nhật để bao gồm cả phụ nữ. Nhưng các biện pháp này đã không còn đủ sức hấp dẫn để tất cả sẵn sàng tham gia. Thiết quân luật đưa ra những lệnh cấm xuất cảnh hà khắc. Nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị cấm xuất cảnh, mặc dù có rất nhiều trường hợp miễn trừ. Từ cha mẹ đơn thân có con nhỏ đến vận động viên chuyên nghiệp. Rất khó nắm chính xác về mức độ người Ukraine hưởng ứng lời kêu gọi phục vụ trong quân đội. Nhưng các quan chức đã công khai thừa nhận rằng việc trốn nghĩa vụ quân sự và thực thi các quy định huy động là một vấn đề. Người phát ngôn cơ quan biên giới nhà nước Ukraine Andriy Dymchenko cho biết, trong những tháng qua, 43.000 công dân Ukraine đã bị từ chối xuất cảnh ở biên giới. Ông nói các lý do rất khác nhau, nhưng chủ yếu là vì họ không đủ điều kiện xuất cảnh. Cuộc chiến đôi khi được đơn giản hóa như một cuộc cạnh tranh công nghiệp. Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang chạy đua sản xuất đạn dược cho Kiev, trong khi Moscow tăng cường sản xuất đạn pháo trong nước và tìm kiếm nguồn cung cấp mới. Nhiều khi nó cũng trở thành một cuộc đua tuyển quân giữa Ukraine và Nga. Huy động quân là vấn đề sống còn của Ukraine. Cuộc phản công của Ukraine đã không mang lại bất kỳ đột phá lớn nào trên chiến trường, và sự hỗ trợ của phương Tây có nguy cơ bị dao động, đặc biệt là khi các sự kiện ở Israel và Gaza hồi tháng trước đã chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc xung đột kéo dài ở châu Âu. Thiếu tá Viktor Kaysin, phục vụ trong lữ đoàn Katia cho biết, nếu chiến tranh tiếp tục như hiện giờ, không có cách nào để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Cho đến gần đây, ông vẫn tham gia tuyển quân cho đơn vị của mình. Thiếu tá Viktor nhận xét, đang thiếu quân nhân, đôi khi là thiếu hụt trầm trọng. Bên cạnh đó, nhiều vị trí quân sự khác nhau đòi hỏi những kỹ năng khác nhau. Một số yêu cầu rèn luyện thể chất, một số yêu cầu kỹ năng trí tuệ, mọi người thì lại có những kỹ năng khác nhau. Ông cũng thừa nhận việc phải ra chiến tuyến thật sự nhưng lại nhận mức lương ít ỏi khiến nhiều người nhụt chí. Khi họ biết rằng mình phải đi ra vùng chiến sự, mong muốn kiếm được 20.000 đến 30.000 UAH, tương đương 550 đến 830 đô la Mỹ một tháng, hoặc thậm chí 100.000 UAH,
tương đương 2.750 đô la Mỹ ngay lập tức biến mất. Mark Holloway, 29 tuổi, làm tình nguyện viên dân sự hỗ trợ quân đội đã 2 năm nay, nhưng anh không thể nhập ngũ vì vấn đề sức khỏe. Anh cho hay người dân đang dần chủ quan về tình hình. Mark bày tỏ, người dân quá chủ quan, các câu lạc bộ khiêu vũ vẫn hoạt động, taxi đêm vẫn hoạt động. Nếu như không có một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố, mọi người có xu hướng quên rằng chúng ta thực sự đang ở giữa cuộc chiến. Đối với những người như Jeff Hahn và Vlad làm trong lĩnh vực công nghệ, họ đều không muốn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nga vẫn đang duy trì triển khai các phi đội trực thăng ở các căn cứ chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 6 km và cách các vị trí tiền tuyến 75 km mà không lo ngại Kiev sẽ nhắm mục tiêu bằng các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp. Một trong những mối đe dọa đáng kể đối với lực lượng phòng vệ Ukraine là trực thăng tấn công của Nga, đặc biệt là K-52 và Mi-28. Để ngăn chặn mối đe dọa này, Ukraine cần phải tăng cường lực lượng phòng không và tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào các căn cứ không quân của đối phương. Sau cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATAC-MS vào các sân bay của Nga ở Berdyansk và Lugansk, năng lực phòng không của Ukraine đã được cải thiện nhưng không đủ để buộc Nga phải thay đổi chiến thuật tấn công. Defense Express dẫn những phân tích về hình ảnh vệ tinh của các chuyên gia cho thấy Nga vẫn duy trì các phi đội trực thăng ở các căn cứ gần tiền tuyến. Các căn cứ trực thăng được Nga đặt ở Tangarod, Zenograd vùng Rostov, Butylinovka vùng Voronezh, Rovenki vùng Belgorod, Kirovske bán đảo Crimea. Ngoài những căn cứ được các nhà phân tích quan sát, còn có một số căn cứ trực thăng khác, nơi các máy bay trực thăng của quân đội Nga được tiếp nhiên liệu cho các nhiệm vụ chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Theo Defense Express, có ghi nhận máy bay trực thăng tấn công của Nga cất cánh từ căn cứ không quân ở Donskoy, bán đảo Crimea, Belgorod và Valuiki. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 25 trực thăng tấn công K-52 hiện diện ở các căn cứ này và số lượng có thể còn lớn hơn. Một số chuyên gia quân sự đánh giá rằng tên lửa ATAC-MS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine cũng có thể không phải là giải pháp hiệu quả để đối phó với trực thăng của Nga. Họ chỉ ra các lý do khiến Ukraine khó sử dụng tên lửa ATAC-MS để tập kích các căn cứ của Nga. Lý do thứ nhất là hạn chế về mặt kỹ thuật. Trong số các căn cứ không quân của Nga kể trên, có căn cứ Kirovke ở bán đảo Crimea nằm cách tiền tuyến khoảng 230 km. Để nhắm mục tiêu hiệu quả ở khu vực này, lực lượng vũ trang Ukraine cần phiên bản M-39A1 của ATAC-MS với tầm bắn 300 km. Tuy nhiên, phiên bản ATAC-MS Mỹ gửi cho Ukraine chỉ có tầm bắn 165 km. Lý do thứ hai là Ukraine sử dụng vũ khí phải tuân theo các điều kiện mà Mỹ đưa ra. Washington đã nhiều lần cảnh báo Kiev không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga nhằm tránh leo thang căng thẳng. Đó là lý do tại sao Nga có thể triển khai thêm một số máy bay trực thăng tấn công sẵn sàng chiến đấu ở vùng Rovenki, Belgorod, chỉ cách biên giới Ukraine 6 km và cách tiền tuyến 75 km. Tuy nhiên, việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga cũng sẽ khiến Moscow phải di chuyển thiết bị quân sự về phía sau tiền tuyến, ngoài phạm vi hoạt động của vũ khí Ukraine. Việc di rời này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của trực thăng vì tần suất xuất kích giảm, trang thiết bị hao mòn nhiều hơn, đòi hỏi phải bảo trì và sửa chữa liên tục. Bên cạnh đó, Nga có thể đang xem xét đưa máy bay M-55 Mystic B thời Liên Xô trở lại hoạt động nhằm giúp thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo. Theo đó, chiếc máy bay vốn được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát tầm cao này sẽ tăng cường khả năng hiện còn hạn chế của Nga ở Ukraine. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, việc Nga không thiết lập được năng lực tình báo, giám sát, thu thập mục tiêu và trinh sát ISTA phù hợp là một lỗ hổng nghiêm trọng trong chiến lược của Nga. Các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một chiếc M-55 với một thùng chứa dưới cánh có khả năng chứa thiết bị trinh sát vô tuyến. Bộ Quốc phòng Anh cho biết khả năng hoạt động ở độ cao lớn của M-55 cho phép nó hoạt động ở phạm vi tầm xa đáng kể. Bản cập nhật tình báo cho biết thêm, nó gần như chắc chắn sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ ở Ukraine từ không phận Nga. Việc cải thiện năng lực ISTA của Nga sẽ là điều cần thiết để các lực lượng trên không, trên biển và trên bộ của nước này có thể tìm kiếm mục tiêu một cách nhanh chóng và chính xác. M-55 do phòng thiết kế OKB Myasishchev phát triển vào những năm 1980. Ban đầu, để chống lại khinh khí cầu do thám tầm cao của Mỹ, nhưng sau đó được sử dụng chủ yếu cho vai trò trinh sát và nghiên cứu. Máy bay có chiều dài 22,8 m, sải cánh 37,4 m và trọng lượng cất cánh tối đa trên 23 tấn, trần hoạt động hơn 21.000 m.